Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bung hai chiếc sạc dự phòng. Một bên là sạc dự phòng hãng của X-Mobile và một bên là sạc dự phòng Fast dưới nhãn hiệu là của Samsung mới đặt tên Shopee. Thì mình có nghe một số thông tin là sạc Fast này á, thì bên trong á là sử dụng bằng cát, là bằng bê tông. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bung ra để xem như thế nào. Sạc dự phòng hãng này á thì cầm khá là đầm tay, dung lượng là 15.000 mAh, được mình mua cách đây là hơn 3 năm tại Thế Giới Di Động. Sạc dự phòng Fast này á mình mới mua cách đây 2-3 ngày thôi, chính xác là 3 ngày trên Shopee. Dung lượng ghi là 36.000 mAh, thực tế là quá ảo. Thì chúng ta sẽ cùng bung thử xem nó như thế nào. Toàn bộ là bằng cát hết. Hỏi sao mà khi sạc pin thì nó không có vào. Bạn xem này, toàn bộ là bằng cát. Và mình dám chắc là 3 viên còn lại còn bằng cát luôn. Vì vậy pin sạc dự phòng này mới bán với giá rẻ là 170k. Ba viên này cũng cùng chung số phận luôn.
Những sao biên này á, các bạn chỉ việc hàng song song với nhau, đúng theo cực dương và cực âm, rồi các bạn hàng vào mạch là có thể hoạt động được. Ở đây mình không có máy hàng sao biên, cho nên trực tiếp mình sẽ hàng bằng tay, cho nên mẫu hàng sẽ không được đẹp cho lắm. Tiến hành gắn đắp pin. Chú ý, chúng ta chỉnh cái mạch cho thật kỹ vào. Và rồi chúng ta đã tiến hành độ chế xong pin dự phòng. Nhìn cũng khá là ổn. Nhấp nháy như giờ thì dung lượng pin cũng đang rất là yếu. Mình sẽ tiến hành sạc thử bằng cái pin sạc dự phòng Widget 3.0 của mình, xem thử nó có lên hay không. Rồi, như vậy là ổn rồi, đã lên rồi đó các bạn. Thì video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.